Em xin chào các bác. Thì trong video lần này em sẽ giới thiệu cho các bác cái mặt hoa của bông hoa phong lan môi chim mép dèm, một loại lan rất kỳ lạ mà ít người sưu tầm biết đến ạ. Cây này nó khá giống hồ điệp rừng. Thì tại sao em lại ra những video về mặt hoa này thì em cũng có một chút chia sẻ thôi. Vì nhiều bác mới chơi ấy thì các bác chưa biết các mặt hoa của cây hoa lan. Mà lan thì rất nhiều dòng, nhiều loại. Do vậy là em cũng sẽ làm những cái video về mặt hoa lan này, có thể là nở tại vườn của em hoặc là ở rừng, để các bác có thể tham khảo để xem cái mặt hoa chính xác của nó. Chứ giờ thông tin trên mạng thì rất là nhiều, người ta cứ copy ảnh của nhau ấy, dán vào trang web rồi là các thứ ấy, nó không thực sự là nhiều nguồn thông tin, nó chưa thực sự là chính xác. Do vậy là em sẽ làm những cái video này để giới thiệu mặt hoa cho các bác, cũng là nguồn tư liệu để mọi người xem và biết chính xác được mặt hoa, tính trạng cây và một số thông tin của cây. Thì trong video này là em sẽ giới thiệu cho các bác cái mặt hoa của bông môi chim mép dèm, một loại lan là gọi là ruồi muỗi, hoa rất nhỏ nhá. Đây các bác xem, đây là những cây hoa môi chim mép dèm. Hoa nó bé thôi, bé như ngón tay út thôi. Cái camera của em thì nó không lấy nét được gần đâu, nên các bác thông cảm các bác xem nhé. Thì cái tên này, tên Việt Nam của nó chính là lan môi chim mép dèm nhé. Còn tên Latin là Ornithochilus deformis. Đây không phải là các chi lan phổ biến như hoàng thảo hoặc là các lan, các dòng như kiểu đơn thân dễ gió ấy. Cái lan này thì sống phụ sinh ở bám ở trên, thường hay bám ở trên cây các bác ạ. Lá của nó đây các bác quan sát này. Các bác nhìn quan sát kỹ cho em nhé. Lá của nó thì sát gốc, thân rất ngắn, nó giống hồ điệp rừng đấy ạ. Thuôn lá thì hình trái xoan. Lá có thể dài đến khoảng 20 cm nhá. Tại vì cây này nó là cây bé mà. Cây này thì nó khoảng 10 cm thôi. Rộng khoảng 3-4 cm. Đây có những cái lá nó rộng, nó to hơn này. To hơn 3-4 cm nhiều nhá. Nhưng thường lá lon thì khoảng 3-4 cm thôi. Đầu lá và cuống lá thì thuôn nhọn cả hai đầu nhá. Lá thì màu xanh, dày và rất mềm. Và nó giòn nữa, giòn nó giống như cây cẩm báo ấy, với cây hồ điệp rừng ấy. Còn cụm hoa thì chùm đơn nhá. Chùm đơn như này, nó có thể phân nhánh này. Khi nó bị gãy này, những cái chỗ gãy này em đã lấy ở rừng về, nó lại phân nhánh, nó đẻ ra 4 nhánh liền. Dài tầm khoảng 20-40 cm đấy các bác ạ. Rất dài nhá. Hoa màu vàng này, có vạch đỏ. Các bác quan sát kỹ là hoa của nó màu vàng và có vạch đỏ ấy. Cánh môi màu đỏ đậm ở giữa thùy, giữa chỗ giữa thùy hoa đấy ạ, nó có cái chia ngón dạng sâu như sợi dèm ấy, thì người ta gọi là mép dèm đấy. Nó xếp tỏa rộng này, cong vào trong này, đây này. Đây cái mép dèm của nó đây. Rất là khó lấy nét. Đúng là ruồi muỗi nhỏ quá các. Đấy, em chỉ nói qua sơ qua tính trạng lan thôi, còn nếu mà quay chi tiết thì cái máy của em nó không lấy được nét gần các bác ạ. Cây này thì phân bố ở vùng Đông Bắc là chủ yếu nhá, như Tam Đảo đây. Hoặc là dưới vùng gần Thanh Hóa, Cúc Phương ấy, rừng Cúc Phương đấy ạ. Từ trải từ Cúc Phương đến miền Trung nhá. Tây Nguyên thì cũng có. Và một số tỉnh ở Nam Bộ. Ngoài ra ở nước ngoài nó cũng có nhá, nó cũng phân bố nhiều các bác ạ. Nhưng mà nó mọc rất ít. Cái tính chất của nó sinh sản ít các bác nhé. Đây các bác xem, hoa của nó chùm rất là dài.
Nếu mà nó mọc nhiều, hoa nó lở đều thì nó cũng có một cái sắc hoa riêng đấy ạ. Nhưng đây nó lại lở không đều cơ. Có những cái ngọn ở phía trên này thì nó đã tàn rồi, còn ngọn dưới thì nó vẫn chưa. Những cái cuống hoa ở phía đầu ngọn thì nó vẫn chưa ra nhé. Cuối ngọn thì nó đã tàn, nó rụng nhé. Cây thì dễ trồng thôi. Các bác có thể trồng với dớn hoặc là vỏ thông nhé. Cây này thì các bác là tránh nắng cho nó nhé. Nó dễ, rất dễ cháy nắng đấy ạ. Lá của nó thì mà trông nó rất là giống hồ điệp thôi. Quá giống hồ điệp. Cây này em lấy trong rừng thì nó mọc ở trên cây cao, thì chắc chắn là nó ưa thoáng các bác ạ. Các bác trồng thì các bác để lổi rễ của nó lên nhé. Thì sau nó ra rễ nó sẽ tự đâm xuống để nó lấy chất dinh dưỡng ở phía bên dưới. Cây này em trồng được 2 tháng rồi các bác ạ. Thì rễ nó đã đâm ra rất là mạnh rồi. Và hoa nó lại ra tiếp này. Đây các bác xem cái mặt sau của nó đây. Em thì trồng bằng dớn cù lần, dớn vụn thôi nhá. Đây ạ. Cây lá xếp như này, phồng lên. Đây rễ lon này, đâm ra này, đâm thẳng xuống này. Đây là các giá thể dớn vụn nhá. Mọc rễ rất nhiều nhá. Cây này em đánh giá là một cây dễ trồng và ít người chơi tại vì hoa nó nhỏ quá. Em trồng gọi là sưu tầm cho nó đa dạng vườn, đa dạng sinh học các bác ạ. Thì sau này cây này ở rừng thì người ta cũng lấy đấy. Trung Quốc người ta thu mua theo hàng kg ấy. Là người dân người ta đi lấy vơ hết về. Thật ra là tìm cây này tuy nó hoa nó xấu, hoa nó bé thôi. Nhưng mà tìm cũng khá là hiếm các bác ạ. Vậy thì em đã giới thiệu xong cái mặt hoa của cây môi chim mép dèm, hoa phong lan môi chim mép dèm cho các bác xem nhé. Đây các bác lưu ý, cây hoa rất nhỏ. Các bác xem video nhớ like, đăng ký, chia sẻ. Và có thắc mắc gì các bác có thể comment phía bên dưới để em và các bác cùng giao lưu ạ. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.